Rồi, hai mọi người hôm nay chúng ta sẽ làm SAT Practice Test 9 phần toán No Calculator. Tiếp tục và làm câu 6 nè. Lớp. Okay, please do this one. The circle above has a center O. The length of arch ADC is 5 pi. And X is 100 degree. What is the length of arc ABC? Bây giờ nó cho một cái đường tròn và nó có tâm O nè. Độ dài của cái cung ADC là 5 pi. Và cái X là 100 độ đi. Thì nó hỏi cái độ dài của cung bự hơn ABC bên ngoài này là bên trái là bao nhiêu. Đó. Nguyệt nói là câu B. Well, nếu mà bây giờ 5 pi cái độ dài này tương ứng với 5 5 pi đi mà tương ứng là 100 độ đi. Thì nguyên cái đường tròn 360 độ là bao nhiêu pi? Thì mình sẽ dùng tam số mình tính ra được thôi. Sau cái dấu hỏi này nó sẽ bằng là 360 nhân cho 5 chia cho 100. Thì nó sẽ là 300 bằng 360 chia cho 20. Nó sẽ là 18 pi right, đúng không các bạn? Yeah. 18 không, pi em lấy em lấy cái 360 trừ đi ít độ kia nó ra cái góc còn lại là 260 độ. 260 độ nha. Yeah. 260 độ và lấy theo công thức tính. Không nhưng mà đúng rồi thì đúng em làm mới đúng mà. Cái 18 pi này nó chỉ là nguyên cả một cái đường này tròn luôn mà xong mình trừ ra cho cái năm ra nó sẽ ra là 3. Yeah. 13 đó là câu cho nên là cung ABC sẽ là bằng 18 pi trừ cho 5 pi nó sẽ ra 13 pi. Dạ yeah, câu B đó. Cho nên là mình phải làm thêm bước nữa. Yeah, it's B. 13 pi á. Very good. Okay, next one, number 7. Không chấm không năm, từ có lấy 8 chia cho 160 thì nó sẽ ra x thôi. Nhưng mà mình phải đơn giản hóa làm sao, tại vì cái này nó không được dùng máy tính nha. Cho nên phải chia làm sao mà ra được cái d 0.05 này nha. Ok, number 8. Nó phải so sánh hai bên. Ok, đây là một cái câu khó nha. Bây giờ nó cho một cái equation như bên trên, một cái phương trình như bên trên, cái A là hằng số đi. Thì nó nếu là nói là không có giá trị nào của X, mãn nguyện phương trình này, tức là phương trình này vô nghiệm. Hỏi giá trị của A là bao nhiêu? Thì bây giờ mình cứ biến đổi đi đã. 2x trừ 15 nó sẽ là bằng 3 mở ngoặc x cộng 5 đóng ngoặc cộng cho 5 x trừ 1. Thì bây giờ mình mới làm sao? Mình mới phá cái ngoặc ra thì nó ra cái gì? 2ax trừ 15 bằng phá ngoặc ra nó sẽ là 3x cộng 15 cộng 5x trừ 5. Đó, rồi bây giờ bây giờ cái x nó sẽ là 8x nè, 2ax. 2ax trừ 15 chuyển qua bên phải nó sẽ là cộng 15. Cộng 15 cộng 15 30, 30 trừ 5 là 25. Nó sẽ ra như vậy. 8x cộng 25 đúng không mọi người? Rồi bây giờ cái x nên nhóm lại với nhau cho nên mình chuyển cái 8x qua bên trái. Nó sẽ là 2ax trừ cho 8x bằng 25. Xong mà nhóm x lại với nhau. Nó sẽ là 2a trừ cho 8 bằng 25 đúng không mọi người?
Bây giờ nếu mà cái đống 2a trừ 8 bằng 0 đi, thì không nhân cho một số nào đó nhất bất kỳ nó phải bằng 0 đúng không mọi người? Cho nên nếu mà cái 2a trừ 8 bằng 0 đi thì nó nhân cho x thì nó không thể nào bằng 25 được. Cho nên là nếu mà cái 2a trừ 8 bằng 0 á, nó sẽ gây ra vô nghiệm đúng không mọi người? Nếu cái 2a trừ 8 bằng 0 thì sẽ gây ra tình huống vô nghiệm, like no solution. Tức là a sẽ bằng nhiêu? Chuyển 8 bên phải, đáp án bằng 4 mọi người. Câu C đó, yes. Còn nếu mà bây giờ mình quay lại cái phương trình mà ở bên trên đi, x nhân cho 2a trừ 8 bằng 25 á. Bây giờ nếu mà cái 2a trừ 8 nó khác không đi, nó là một cái gì đó khác, thì mình có thể suy ra có một nghiệm x. Còn nếu cái 2a trừ 8 này nó bằng không thì không cách nào mà nguyên cái đống này nhân nhau bằng 25 được đó. Cho nên là nó sẽ không gây ra nghiệm nào, x nào. Còn một cái trường hợp nữa mà bây giờ nếu mà nó có một cái trường hợp nữa, ví dụ như là 0x bằng 0 chẳng hạn, you have you ever seen this one? 0x bằng 0 chẳng hạn. Thì dù cái x là có số bao nhiêu đi nữa, nó nhân không cũng bằng 0 à. Cho nên cái trường hợp này nó sẽ gây ra vô số nghiệm Con nha. số một. Vô số nghiệm, many solution. Đó, mọi người cần phải nhớ điều này. Yes. Alright, bây giờ chúng ta sẽ qua cái câu số 9 xem. Đó. Ok, trong cái hệ thống mà ba cái phương trình này được vẽ hình ra trong cái mặt bằng xy bên trên thì nó hỏi là cái hệ này có bao nhiêu nghiệm. Thì nếu mà cái hệ có nghiệm thì nó phải thỏa hết cả ba cái nha, tức là nó phải là cái nơi mà nó cả ba cái graph này nó cùng cắt, tức là chỉ có một cái chỗ duy nhất mà thôi mà thấy được cả ba cái cùng cắt là cái chỗ mà điểm trừ một ba, trừ một ba tức là cái chỗ này. Cho nên one solution, very good. Ok, number 10 please. Nó cũng giống giống na ná câu 18 rồi đó. Nó kêu là the equation above is true for all x. Phương trình bên trên là đúng với tất cả mọi x. Nơi mà a và b đều là những hằng số thì nó hỏi giá trị của a nhân b bằng bao nhiêu. Cứ thử đi mọi người, cứ nhân nó vô thử xong so sánh hai bên thử xem. Try it. Ok, Diễm nói là một là câu câu này câu C phải không? A bằng 4, b bằng 6. Thì bây giờ cái phương trình như mình cứ phá nó ra, xong so sánh hai bên thôi. Ok, câu số 10 phải không? Là lựa chọn C đúng rồi. Về cái phương trình bên trên này, cái bên trái á, mình phá ra nó sẽ cho được là 5ax mũ 3 trừ cho AB nhân x bình cộng cái đống này. Cái phương trình bên tra bên 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 phải á thì cái mà duy nhất có x bình nó chính là trừ 9x bình phương thôi à. Cho nên là từ cái biểu đạt của cả hai bên của equation đều bằng nhau thì nó sẽ theo sau một cái điều như sau. Cái chỗ nào có x bình phương nó sẽ tương đồng với nhau, cho nên là trừ AB x bình cộng 15x bình nó sẽ bằng là trừ 9x bình phương. Tương đồng nhau mà, x bình, x bình, x bình. Xong rồi nhóm nó lại với nhau, có thể viết như thế này. Trừ AB cộng 15x bình bằng trừ 9x bình. Vì vậy suy ra được là cái đống này nó sẽ bằng trừ 9. Và suy ra được A nhân B bằng 24. Hoặc có cách nào khác không vậy ta? Is there any other way? Em nhóm phần em phá ngoặc ra rồi xong em nhóm hết lại x mũ 3, x mũ 2 rồi x xong rồi sẽ tính ra lần lượt a với b Ừ, kể thì cũng nó là một cũng cách ra nha, thực sự là nhóm như vậy cũng là một cách. That's another way. Alright, ok, câu này ổn không mọi người hay cần giải thích gì nữa không? You need something more? Nếu không thì em mình... nhóm giống chị Diễm mất xong các em bị kẹt xong sao ta Bị kẹt. mình nhắn
mình nhóm x mũ 3 nó thành ra là 5a trừ 20 rồi x bình 24 trừ ab, rồi nhóm một cái nhóm nữa là x tất cả 4a trừ 3b cộng 2, rồi mình tính lần lượt ra a với b. Ok. Đó cũng là một cách, có nhiều nhiều đường mà. Of course. Let's say try 11. Rồi câu 11 nè. Bây giờ nó hỏi cái nào sau đây đại diện cho tất cả những cái giá trị của x mà nó mãn nguyện cái phương trình bên trên? Tức là sao? Cái nào sau đây là nghiệm của nó đó mà mãn nguyện phương trình bên trên đó? Ra B phải không? Một nghiệm là 0, một nghiệm chìm là 4, nhưng mà mình phải thế vô lại để mà xem nó có đúng hay không nha. Là cái nào? Bây giờ nếu mà nghiệm 0 thế vô thì 0 chia cho cái gì cũng bằng 0 cả. Ừ, 0 bằng 0, đúng rồi. 0. Còn nghiệm 4 thì sao? 4 chia cho 4 chia bằng 1, 4 chia 1 là là 4. Xong rồi thêm 4 vô đây nó cũng sẽ là bằng 4 luôn, đúng rồi, câu B đúng nè. Nhưng mà tại sao câu C lại là sai? Tại sao câu C? Cái trừ 4 mình thấy cho thử coi. Trừ 4 chia cho trừ 7. Còn cái bên kia là trừ nó sẽ là trừ 4. Hai ba hai bên đâu bằng nhau đâu. Nếu mà thêm với trừ 4 thì hai bên đâu bằng nhau đâu. Cho nên là cái nghiệm cái C đâu phải đáp án đúng đâu. Câu B. Ừ, câu B mới là đúng nè. Với thầy em đang bị trúng tích câu D, tại sao nó không thể là câu B D này, nó tại vì nó có bằng không? Xe gắn Câu D á, ví dụ như câu câu D mà bằng 4, cái một cái nghiệm bằng 4 không á thì sao thầy? Cái tại vì nó nghiệm thiếu như nào, thiếu nó thiếu tại vì câu hỏi nó yêu cầu là tất cả các giá trị x, tất cả luôn nha, tức là không được thiếu cái nào cả hết, cho nên là mình phải dùng câu B chứ không phải câu D nha. Alright, careful. 12. Câu đi thôi, nó kêu tính cái biểu đạt mà tương đồng cái này thì mình quy đồng cái bên 5 lên thôi. Nó sẽ là 5 nhân cho x cộng 1, nó sẽ là 10x cộng 5 bằng 6, đúng rồi. 10x cộng 6 đúng rồi. Rồi câu D á. Câu 30, câu 13. Nó hỏi là bây giờ cái nào sau đây nó xác định được f. Thì nó sẽ có ba cái điểm này, mình thế vô thử coi. Thì ngoài cái cách là thế vô còn cách nào khác không? Wow. Thì nếu mà theo cái kiểu mà phương trình của cái đường thẳng á, cái phương trình của cái đường parabol á, thì nó sẽ theo cái kiểu mà a mở ngoặc x trừ h bình phương cộng k, mà HK nó là hai cái tọa độ, cái điểm vertex, cái điểm đỉnh của cái parabol. Cho nên là trong cái trường hợp này đỉnh là 31, suy ra được là nó phải là cái gì mà trừ 3 xong rồi 1 vậy đó. Cho nên là chỉ có đáp án A với lại C thôi. Nhưng mà cái nào? Which one? Để mà tìm được cái hệ số a mà trước cái bình phương này nè, thì mình phải thế một cái giá trị của x và cái giá trị tương xứng của y vào nó. Ví dụ lấy cái số 4 và 5 này vào một cái điểm cho cái graph này nè, mình vẫn thế một cái giá trị đó thôi vô thử. Nếu mà nó nghiệm đúng thì là nó là đáp án thôi. Ai nó phải mãn nguyện cái equation. Thế vô thử thì nó sẽ ra được là cái a bằng 4. An equation define f, vì thế nó sẽ là f 4 x trừ 3 bình phương cộng 1 là cái đáp án a. Ok, 14 nè. Rồi, diễn ra là 14B. Thì bây giờ cái đường mà y bằng x cộng 2 bên trên đi. Do cái hệ số dương cho nên là một cái đường đi lên, đúng không mọi người? Đó là cái đường đi lên này nè. Đường đi lên này nè.
Và mình phải chọn lựa cái giá trị y nào mà lớn hơn hoặc bằng cái đó, tức là nó phải lấy cái miền bên trên chứ không có lấy cái miền bên dưới cái đường này, tức là nó lấy hết mấy cái giá trị mà bên trên của cái đường này nè. Rồi cái đường bên dưới mình biến đổi, nó sẽ ra được là y bằng 3y bằng biến đổi cái đường bên dưới, nó sẽ là 3y nhỏ hơn hoặc bằng trừ 2x cộng 6, xong rồi biến đổi thêm lần nữa, cái đường bên dưới nó sẽ là nhỏ hơn hoặc bằng y mà nhỏ hơn hoặc bằng trừ 2 phần 3x cộng cho 2, tại chia 3 hai bên mà. Thì nó sẽ thấy được rõ là cái hệ số của nó là hệ số âm, cho nên là cái đường thứ hai này nó sẽ rơi xuống, đi xuống cái đường đi xuống này đó, đi từ từ đi xuống nè. Và mình sẽ lấy những giá trị y nào mà nó nhỏ hơn hoặc bằng cái đó, tức là nó sẽ lấy cái miền dưới chứ không lấy cái miền trên, cho nên là mấy cái miền mà dưới cái đường này nè là bị lấy, cho nên nó sẽ giao thoa với cái đường bên trên này ở cái chỗ mà B này nè, cái chỗ mà nó quánh in đậm này nè, nó giao thoa hai miền này nè. Cho nên là 14 sẽ là câu B. Right. Đó. Let's move on to 15 now, shall we? Mấy câu này cẩn thận nha, đều phải thế vô lại để mà kiểm tra nha mọi người. 15 nè. Nó có mẫu nghiệm trừ 1 phải không? Bây giờ trừ 1 cộng 2 nó ra 1, căn trừ 1 cộng 2 ra 1. Xong rồi căn con nó sẽ là 1 luôn. Rồi bên dưới vế bên phải thì trừ của trừ là cộng, 1 bằng 1 đúng rồi. Nhưng mà tại sao cái giá trị 2 nó có thỏa đúng không? 2 cộng 2 bằng 4, căn cái là 2. Còn bên kia thấy 2 cho nó trừ 2. 2 bằng trừ 2 là sai rồi, cho nên là số 2 này không phải là một nghiệm. Nó chỉ có giá trị là trừ 1 là nghiệm thôi. Đúng rồi, mình thế vô thôi. 15B đúng rồi. Ok, let's do 16. 16. 360, tại vì cái này nó kêu là tính thể tích mà nó cho cái độ dài, chiều rộng và độ cao, ba nó nhận nhau thôi hả? 360 chứ. Câu 17. Câu 17 dễ quá, không làm nữa, khỏi làm đi. Nó cho cái này. Nó kêu là nếu x thỏa mãn phương trình bên trên, giá trị của x thay x cộng 1 bao nhiêu? Gì? Nó sẽ là bằng 2 đúng không mọi người? Tại cái này nhân 2 lên nó sẽ là 4x cộng 2 nè. Mà 4x cộng 2 bằng 4, suy ra được là cái 2x cộng 1 sẽ bằng 2 thôi. Bài này quá dễ, khỏi làm đi. 18. Ok, bây giờ cái 18. Cái hình bên dưới nó show được một cái graph hoàn chỉnh, biểu đồ hoàn chỉnh của cái function f này trong mặt phẳng xy, thì cái function g không được show ra, được định nghĩa bởi cái gx sẽ bằng fx cộng 6. Tức là mình sẽ nâng cái fx này lên 6 đơn vị. Nâng 6 đơn vị lên trên hiệp y. Nó hỏi giá trị tối đa của cái function g là bao nhiêu, thì mình sẽ thấy được là cái function f này là cái điểm cao nhất của nó đạt được là y bằng 2. Cho nên nâng 6 cái nữa lên bằng 8 chứ. Đáp án là 8, chính xác. It's 8, very good. Ok, number 19. 19. Remember sine, cosine and tan. Sin thì là bằng đối trên huyền. Đối trên huyền. Cos thì bằng kề trên huyền, cạnh kề trên cạnh huyền. Còn tan thì bằng đối trên kề nha. Đó, nhớ là vậy đi. Còn cái tam giác, cái này chỉ đúng khi nào tam giác là tam giác vuông nha, right angle mới được nha. Phải là góc 90 độ nha, right angle. Ok, please do it. Diễm là tan pi bằng 3 phần 4 luôn, phải không? Tan pi bây giờ 19 nó có vẽ hình ra không ta? Không có vẽ hình. Cái bài này vẽ hình ra sẽ mường tượng tốt hơn nhiều.
thiệt luôn á. Giờ cho góc right angle cube đi. Right angle cube tức là cái này, cái góc này nó sẽ là góc Em đặt cube. khúc. What Em đặt khúc khiêu là góc vuông. bây giờ cứ cho những cái R lại này đi, và nó là PQR phải không? PQR. Bây giờ sine của cái góc AR này nó sẽ là bằng cái PQ chia cho cái cạnh huyền là RP, mà nó bằng 4 phần 5 rồi. Nó hỏi giá trị của tan pi bằng bao nhiêu. Tan của góc pi này nó sẽ là bằng đối nó sẽ là bằng đối trên kề. Tức là mình sẽ cần tìm cái RQ này và mình cần tìm cái PQ để tìm được cái tan pi này. Thì sao? Bây giờ nó cho biết được điều gì? Cái sine của cái này là bằng 4 phần 5. Tức là mình biết được cái tỷ lệ của cái PQ và cái RP cạnh huyền, thì có thể suy được cái gì? Cái cạnh RQ bằng cạnh huy trừ cho cái cạnh QB bình. Thì nó có từng bình lý Pythagore mà đương nhiên sẽ có định lý Pythagore. Thì cái RP bình phương này nó sẽ bằng cái này bình phương cộng này bình phương. Mà nói chung là coi cái cách mà nó diễn tả nè. Sine thì là cái PQ chia cho PR, đúng rồi, bằng 4 phần 5. Nó cho bây giờ nó cho cái kiểu mà nó consider, nó cho một cái số cụ thể nó luôn nè. Cho nên nếu mà bây giờ đề bài nó cho là nếu mà PQ bằng 4n đi thì PR sẽ bằng 5n. N là một cái hằng số dương, thì là cái PQ nó sẽ bằng KN nào đó. PQ sẽ là một cái KN nào đó, nơi K là một cái hằng số dương khác. Nếu mà định lý Pythagore đi thì nó kêu là mối quan hệ này, cái này bình phương KN bình phương cộng cho 4N bình phương sẽ bằng 5N bình phương. Xong mà nó ra được cái này. Xong rồi biến đổi thành là K bình N bình bằng 9N bình. Xong rồi suy ra được là K bằng 3. Nếu mà K bằng 3 thì sao? Nếu mà K bằng 3 thì là cái PR này á, PQ chứ, PR này nó xứng đáng có 3 đoạn 3N, 3, 4, 5. Thì theo định nghĩa của cái tangent ratio thì cái tangent của góc pi này nó sẽ là bằng cái RQ này là 3N chia cho cái PQ này là 4N, nó sẽ là 3 phần 4. 3 phần 4 hay 0.75 nha. Let's do 19 now. Okay, sorry. Bây giờ một cái đường thẳng, một cái graph của một cái hàm mà đường thẳng f được show ra trong cái mặt phẳng xy bên trên. Cái graph của cái hàm đường thẳng g không được show ra, nó vuông góc với lại cái graph của đường f và băng qua cái điểm là 1,3. Hỏi giá trị g0 là bao nhiêu? Thì bây giờ mình nên làm sao? Bước đầu tiên là mình xác định ra được cái phương trình đường thẳng này là bao nhiêu đã. Nó sẽ theo cái kiểu y bằng x cộng b nè. Nó đi qua điểm 1,1 và nó đi qua điểm là 0,3. Bây giờ 1,1 đi. 1,1 đi. Và 0,3. Suy ra để mình thế vô nó sẽ là 1 bằng a cộng b. Và 0,3 thì nó sẽ là 3 3 bằng b. Hãy subscribe.
Đó. Cho nên biết được là bây giờ cái b bằng 3 rồi nè. Thì thế vô nó sẽ ra là trừ 2, a là trừ 2. Đúng không mọi người? Trừ 2 cộng 3 bằng 1. Suy ra được là đường fx nó sẽ là có phương trình là bao nhiêu? Có a bằng trừ 2 là hệ số a nè, trừ 2x, b là 3 nè. You understand me until then? Từ 2 điểm ra được đường tròn rồi. À, sorry, từ 2 điểm ra được cái đường thẳng rồi. Tại vì mình thế vô cái phương trình y bằng x cộng b á. Thế cái y, cái x vô thì nó sẽ ra được. Đó, mọi người đến bước này chưa? Understand me until then? Until this point? Ok, good. Bây giờ, một cái đường mà nó vuông góc với một đường khác thì hai cái hệ số mà slope á, của nhau á, hai cái hệ số a nó nhân nhau phải bằng trừ 1, đúng không? Cho nên là đường gx vuông góc với đường fx, cho nên cái trừ 2 này nè nhân cho cái slope của gx nó sẽ bằng trừ 1. Ở cái hệ số hai cái slope với nhau nhân nhau nó bằng trừ 1. Suy ra slope của gx nó sẽ là bằng bao nhiêu? 1 phần 2 thôi, 0.5. Đó, rồi bây giờ nó sẽ có cái phương trình là y bằng 0.5 x cộng b. Mà chúng ta biết được là cái đường gx này nó băng qua điểm là 1, 3 đi. Cho nên thế nó vô lại tiếp. 3 sẽ bằng 0.5 cộng b. Suy ra b sẽ là bằng 2.5. Suy ra gx nó sẽ có phương trình là nhiêu? 0.5x cộng 2.5. Ok. Thì nó hỏi giá trị của g0 bao nhiêu, mình thấy không vô thì đương nhiên là cái g0 nó sẽ là bằng 2.5 thôi, nó loại mất rồi. Đúng mọi người. 2.5 nha. Understand this one? Và nhớ cái vụ mà vuông góc thì hai cái slope nó nhân nhau bằng bằng trừ 1 nha. You have to know that, ok? Mày ơi, cho em hỏi là toán, ví dụ mình đi thi mình ghi đáp án cuối cùng thôi hay là mình phải giải ra từng bước chi tiết người ta mới chấm điểm cho mình? Tại vì cái câu này á, nó em phải điền vô cái grid, em điền vô cái bên trên này nó kêu điền kiểu gì nè, kiểu SAT nó kêu điền, nếu mà SAT giấy á, thì nó kêu phải dùng bút chì mình khoanh tròn hết cái chỗ này chẳng hạn, hoặc là mình cho cái đáp án của nó mình viết theo kiểu như vậy, đáp án cuối cùng thôi, chứ nó không có kêu mình phải giải ra, nó kêu không cần biết là cái đường mình giải ra, miễn sao ra được đáp án đúng của sau cùng. Ok, cái câu 20 này á thì là đáp án đúng là 2.5. Mình có thể ghi là 5 phần 2 cũng được, phân số cũng được. Any Ok. Ok, let's end it here today then. I'm tired Vậy lần sau mình sẽ làm tiếp cái phần mà mass test calculator nha. Chủ nhật làm tiếp phần mass calculator của SAT practice test chính. Ok. That's it. Right, ok. Ok, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.